Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình nãy giờ hai em không có được ra ngoài cho nên hơi bị ồn ào chút xíu. Hiện tại thì đã tới mùa dâu rồi cả nhà. Mình đang ở cái nông trại dâu, chuẩn bị đi hái dâu, nhưng mà ngoài trời thì rất là thảm hại luôn, là mưa. Đây là ngày thứ hai họ mở cửa nhưng mà ngoài trời thì mưa và chuẩn bị nắng lên một chút xíu rồi. Yeah, mình đã thấy nắng rồi nên là ông xã mình dễ Is lưu. that rain that hard, honey? I There's big strawberries. the sun coming. Yeah, the sun is coming and there's big strawberries. Yeah. But they said it just comes and goes. Just come But and go. it sounds like it looks like it's getting worse. Oh, great. Thì mấy người ở đây họ cứ nói là mưa rồi ngưng chút xíu rồi lại nắng rồi mưa nắng vậy đó. Thì bây giờ hiện tại là nắng đã lên được một chút xíu rồi cả nhà ơi, mừng quá. Bây giờ mình sẽ quay cảnh cả nhà coi là mình đi hái dâu như thế nào nha. Bây giờ hai em sẽ ở trong xe, không có được đi ra ngoài, tại vì ở đây họ nói là no pass in field, có nghĩa là không có cho mấy em này đi ra ngoài, sợ mấy em quậy hết cái vườn strawberry của người ta đó. Ok, bây giờ mình đi. Mọi người ơi, đây là cái vườn dâu nè, coi dâu chín quá trời luôn đó. Dâu chín nhiều chưa, trái này chín mọng luôn nè, có con gì ăn rồi. Wow, đây mình sẽ lỡ lên, mình sẽ dỡ lên cho mọi người cùng coi nha. Đó, cái trái bự chưa. Wow, so yummy, đã chưa mọi người, đã quá. Vẫn còn mưa lâm râm mọi người ơi. Đó, đó. Còn ở bên kia là cái vườn cây phúc bồng tử thì phải, cái trái dâu, cái trái nhỏ nhỏ mình nghĩ là phúc bồng tử đó. Bên kia đó, bên kia, còn bên này là vườn dâu. Dâu 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 dâu. Yay. Yeah, go down there. And if you don't find anywhere the steak is, just keep going. Sometimes people don't move the steak. Okay. So if you don't find any. Okay, thanks. Ok, bây giờ mình sẽ đi hái dâu thôi. Họ chỉ mình đi cái chỗ nào thì mình phải đi chỗ đó thôi. Chứ mình không được đi lộn xộn. Right aisle. Ok, bây giờ mình sẽ đi từ cái dãy này ha. Đó, họ chỉ là mình đi từ cái dãy này đây. Let go, let go, let go. Oh, honey, look at your shirt. Look at this. Great. Oh, look at his look at his clothes. Oh my god. Đất cá dính lại quần tùm lum rồi cả nhà ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cầm cái thùng này nè. Họ cho mình cái hộp ha, bỏ vô cái này để mà bỏ dâu vô. Khi mình hái xong thì mình bỏ vô đây ha. Đây, mình thấy bên này rất có nhiều dâu lắm. Here, come here honey. I saw a lot of strawberry. This way. It's muddy. Đất thì nó hơi bị sình chút xíu tại vì nó mới mưa cả nhà. Đây, dâu rất là chín mọng luôn. Ý, đó, trái này thì vừa vừa ha, không có to lắm nhưng mà sẽ có nhiều trái to. Mình sẽ đi lựa nha. What? This? No. This one? Yeah. This not too bad. Let's just go to that orange thing. They're supposed to be that's where they're not picked yet. Somebody's already picked these. Oh. Đây, cái này to hơn chút xíu nè. Đó, cả nhà thấy không? Đã chưa? Chín mọng luôn. Bây giờ mình sẽ bắt lên đây ha. Ooh.
is go a little bit further. Yeah, go down to that orange. There's a stick in the middle that's orange. Mm-hmm. That's where the last people stopped. Okay. Bây giờ mình sẽ đi vô sâu hơn. Đây là ngày thứ hai người ta mới mở cửa thôi cả nhà, cho nên cũng ít người tới. Với lại hôm nay là thứ sáu và trời mưa nữa, cho nên cả nhà thấy là chỉ có ba người đang đi hái dâu thôi. Hai người kia và mình và ông xã mình nữa là bốn người. Mình thấy một trái bự rồi nè. Mình sẽ đi xuống dưới. Ui ui ui, cái giày của mình sình không mà. You want to see my shoe, honey? Shoe same. I have a muddy shoe. So you, that's what you're gonna wear to the star race? Wow. Yeah, this is the orange thing. She said start here. Which one? Yeah. So it's like there. Look at all the ones over there. And the next one. Mọi người coi đây, đôi giày của mình. Oh my god. Sình không à. Vui quá. Ồ. Vui quá, vui quá. Đây. Đây nè cả nhà. Giống cái màu gà quá hả. Mình sẽ tìm vòng vòng đây ha. Mình có thể ăn tại đây luôn á cả nhà ơi. Nhưng mà mình ăn vừa vừa thôi, chứ cũng đừng ăn nhiều quá, lỗ người ta ha. Đây, trái này ăn được nè. You have a Kleenex to wipe it. What? Paper towel? Not paper towel? Yep. You asked me if I had a Kleenex. I forgot. Thì nếu mà mình pick mà mình hái mà trái mà chín vừa vừa thì về nhà mình ăn nó lâu hơn. Còn nếu mà mình trái này nó chín mỏng á cả nhà, nó chín quá thì mình ăn liền chứ để lâu thì cũng không ngon. Đó, bây giờ ông xã mình sẽ xịt. Xịt rửa một chút xíu trước khi ăn nha. Oh, it's getting cold. It's gonna rain again. Oh no. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử một trái nha. Good? Ngọt mà thơm ngất ngay luôn. Nó hơi chua nhẹ thôi cả nhà. Dạ, yeah, mình try it. Cả nhà thấy nè. Chín mọng luôn. Nước không luôn ha. Giờ mình đưa cho ông xã mình ăn. Ngon quá trời ngon luôn. Yeah, it's delicious. Yeah. Đây cả nhà. Đó, mấy em đang núp trong những cái đám lá đây nè. Mình phải giặt cái đám lá ra. Và mình bẻ đó. Ý, to chưa. Mình sẽ đi kiếm trái nào to to. Trái nào to to mình hái về ăn. Trái đây những cái trái mà đỏ chín mọng đây nè cả nhà. Ngọt sợ luôn á. Vừa ngọt mọng nước. Yummy yummy. Tối nay mình sẽ ăn dâu tây trừ cơm. Wow, cái trái này bự nữa nè. Đây nè, cả nhà. Ôi, chuẩn bị mưa nữa rồi. Honey, it's raining again. Hello. Hello. Not many people today, right? Yeah, just us. Yeah, but the strawberries are awesome. Cả nhà ơi, hái ham quá đi.
Cái này bự dễ sợ chưa? Đó. Mình hái gần đầy rồi. Mình muốn đi về nhưng mà thấy ham quá chừng luôn. Đó, dễ thương chưa? Đây nữa này, cái bự nè. Wow. Don't move too fast, honey. Đây nữa nè, đây nữa nè, đây nè. Yeah. Wow. Đó, đã chưa cả nhà ơi. Mình không muốn đi về luôn. Okay. Hold on, take a picture. Take a picture of our basket. A basket and. Đó, cái giỏ của mình đầy luôn rồi. Bây giờ mình chỉ hái một ít nữa là mình đi về thôi, nhiều quá rồi. Ăn không hết luôn đó. Ở đây chỉ có 2 đô một pound ha cả nhà. Thì của mình tổng cộng là 11 pound. How are you going? You're taking a picture of it. Tổng cộng là 11 pound là 22 đô. Nhiều chưa? Đó. Bye bye. Tạm dừng tại đây nha cả nhà.